Ơi, hello anh em. Nay thì em Duy về một con laptop dòng Lai máy tính bảng. Con này là HP EliteBook 1013G3. Hình thức con này thì phải trên 90%, màn hình đẹp keng, không một vết chày. Bàn phím đây ạ. Phím là có LED. Đó. Dòng Elite X2. Con này thì vỏ full nhôm luôn. Đây ạ. À, bàn phím cũng nhôm. Em nói là dòng đời cao rồi, sở hữu giao cổng giao tiếp là Type C. Bên này thì có jack 3,5 ly, phím volume, và phần này là phần có những con là sẽ có SIM LTE nha các bác. Đó, nên nó để chờ như này. Đó, con này thì không có. Đây là cảm biến vân tay ạ. Cam, cam trước, cam sau đầy đủ. Con này thì anh em có thể tháo rời ra làm một cái máy tính bảng giải trí đó, hoặc là bàn phím gắn liền. Hình thức con này là trên 90%. Con này sở hữu loa khoảng 3000 Olufsen, khoảng sản xuất loa nổi tiếng của Thụy Điển. Đây, cảm ứng này. Đây. Và con này nghe rất là phê anh em. Đấy. Đã luôn. Vừa giải trí, vừa học tập, vừa làm việc văn phòng. Em nó đầy đủ tác vụ. Rồi, máy thì hoạt động hoàn hảo và mượt mà. Con này thì em đang bán ra với cái giá là trên 5 triệu ạ. Rồi anh em nào yêu thích em nó thì cứ alo hoặc inbox cho em. Số điện thoại của em là 0799 100 và 001. Em sẽ trả lời nhanh và sớm nhất. Rồi, bye bye anh em nhé.